Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sáng Chủ nhật, rảnh rỗi cho nên cả nhà mình mới rủ nhau đi chợ trời chơi. Quý vị và các bạn có còn nhớ cái khu chợ quê mà mình đã từng giới thiệu cho quý vị và các bạn hồi mùa thu năm ngoái không? Thì kế bên cái ngôi chợ quê đó đó cũng còn có một cái khu chợ trời khác nữa mà là của người Mỹ. Thì trong lúc gia đình mình đang lay hoay ở bên cái khu chợ bán hàng rau quả để mà lựa mua rau, mua trái cây, thì mình nghe cái tiếng nhạc ì xèo ở cái phía góc bên kia của cái khu chợ, cho nên mình đã xách máy và đi tới đây. Mình thấy một cái cảnh tượng hết sức là dễ thương, một khung cảnh quá là lý tưởng cho dịp cuối tuần, cho những ai mà muốn xả stress. Và mình quyết định dừng lại ở đây bởi vì mình muốn quay cái cảnh này để chia sẻ cho quý vị cũng như các bạn cùng xem với mình ha. Thì đây là một cái căn nhà dựng tạm ở ngoài trời, rồi có lợp tôn và có bàn ghế cho mọi người ngồi. Mình thấy mọi có một cái sàn nhỏ nhỏ và ba nhà sống đang chơi, mọi người đang nhảy với nhau. Để mình quay xung quanh cho quý vị và các bạn xem ha. Ở phía bên tay phải là khu vực của chợ trời người Mỹ đó quý vị và các bạn. Sáng Chủ nhật cho nên mọi người có vẻ rảnh rỗi, thì họ mới tụ tập lại với nhau cùng đi chợ chơi rồi cùng ăn uống với nhau. Thì ngay ở cái đầu lối đi vào, mình thấy có một cái quầy bán thức uống và thức ăn nhanh cho mọi người. Ai thích thì mua, rồi đem ra cái bàn ngồi ăn và thưởng thức nhạc, rồi xem mọi người nhảy với nhau. Cũng bây giờ thì thấy có khá đông người đang tụ tập ở đây đó. Có một cái bác lớn tuổi ngồi đây vỗ tay theo, cũng dễ thương quá. Quý vị và các bạn thấy cái ở phía bên tay trái của mình á, có cái hồ nước á. Quý vị và các bạn thấy không? Khung cảnh rất là đẹp, gió thì thật là mát, trời nắng như vậy đó mà có gió, thành ra cũng không có nóng lắm. Ở ngoài sân này thì có một số bàn ghế để cho ai thích phơi nắng thì ra ngoài ngồi, còn nếu không thích thì mình vô trong nhà. Người ta cũng đang đứng xếp hàng để mua đồ ăn. Sẽ để mình đi qua đây quay cái bờ hồ này, quý vị và các bạn cùng xem ha. Cảnh rất là đẹp. Nhìn cái bờ sông này thì thích quá, chừng thích luôn. Quý vị và các bạn xem, chỗ này có giống cái cảnh mà ở mấy cái miền quê của Việt Nam không? Gió thì thổi mát nè, rồi bờ sông thì yên tĩnh nè. Chỉ khác có cái là ở đây mình không nghe được tiếng của người Việt mình nói, mà ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. Nhưng mà mọi người ở đây rất là hòa đồng, rất là dễ thương. Rồi để mình đi từ từ lên trên quay cho quý vị và các bạn xem mọi người nhảy múa như thế nào ha. Ừ.
Thì ở đâu cũng vậy, cuộc sống của con người mình á, thì có khi buồn, khi vui. Nhất là trong cái thời buổi hiện đại bây giờ thì con người ta phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống hàng ngày nè. Thì những cái áp lực đó không chỉ xảy ra cho những người dân đang sống ở những quốc gia nhỏ, ở những nước đang phát triển, mà ngay cả ở những nước giàu, nước phát triển như nước Mỹ ở đây á, thì mình thấy họ cũng phải chịu khá nhiều áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là các mối liên hệ với đồng nghiệp nè, với bạn bè, rồi với những người sống xung quanh mình, rồi còn phải chịu áp lực đến từ công việc, từ những việc mà có liên quan đến tiền bạc. Ví dụ như ở đây người ta phải trả bill định kỳ, rồi trả nợ hàng tháng, hay là còn có những cái bệnh tật của bản thân, rồi còn tuổi tác, sự già nua nữa. Cho nên nếu như chúng ta mà chỉ tối ngày cứ chăm bẩm vào những cái lo toan phiền toái đó thì thật là khổ sở. Và khi mà sống ở đây á, thì mình thấy rằng người dân Mỹ họ cũng hay lắm. Tức là họ có rất nhiều cách để mà thoát bớt những cái căng thẳng trong cuộc sống. Và những cái chỗ sinh hoạt cộng đồng như thế này nè thì nó rất là hay. Mình nghĩ đây cũng là một trong những cái nét văn hóa của người Mỹ, của người dân sống ở đây. Cho nên mình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn cuộc sống rất là bình thường, rất là bình dị của cư dân sống trên đất nước này. Nó rất là khác so với nước mình, đúng không quý vị và các bạn? Ở Việt Nam thì chắc cũng sau này thì mình không biết, chứ thời trước khi mình còn sống ở Việt Nam thì cư dân Việt của mình không có mà tụ tập và chơi nhảy múa như thế này đâu. Và thậm chí nhiều khi những cử chỉ tự nhiên như thế này á, thì lại còn bị mọi người xung quanh lên án nữa đó chứ. Nhưng bây giờ thì mình không biết là ở Việt Nam mình đã có thay đổi rồi hay chưa. Những cái cuộc sống như thế này rất là bình thường, rất là bình dị ở nước Mỹ. Thì theo mình được biết á, là cứ sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì ban nhạc này họ vẫn đến đây và họ chơi cho mọi người cùng nghe và cùng nhau nhảy với nhau. Họ không có lấy tiền, nhưng mà thí dụ như khách tới ngồi nghe hay là cùng nhảy đó, họ thích thì họ cho tiền tiếp thôi, chứ ban nhạc này họ không có thu tiền bán vé. Nhìn thấy thích quá phải không quý vị và các bạn? Ca sĩ thì lo hát, nhạc sĩ thì cứ lo đàn, và một số người thích thì cứ tự nhiên lên cái khoảng trống mà ở ngay dưới phía khán đài này nè, rồi tự nhiên nhảy múa thôi. Còn nếu không thì cứ việc ngồi ở bên dưới chơi rồi nghe nhạc, thích thì cứ vỗ tay và hưởng ứng, và mình cảm thấy nó thật là vui vẻ, ai cũng hòa đồng với nhau. Và mình thấy đây cũng đúng là một cái chỗ mà để xả stress rất là hay. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Rất cảm ơn đã xem video này của mình. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo ha.
Rồi thôi, để mình đi qua cái khu vực bên chợ trời của người Mỹ á, mình quay cái cảnh mua bán bên đó để làm một cái video khác cho quý vị và các bạn cùng xem ha. Còn video này mình sẽ dừng lại ở đây.